Ngon quá. Chanh, kiểm tra lưỡi. Vâng, điều này thật tuyệt. Ở đây giống như tiệc ngày thánh Patrick vậy. Tuyệt, màu hồng nè, mình thích lắm. Ngon quá. Wow, miệng thật à. Đúng, chúng ta tới nơi rồi. Tại sao mọi thứ lại chuyển động? Ôi không. Xem này, mình có thể ăn cả triệu viên luôn. Oh yeah, bim bim này cưng à. Một tàn hồng. Nào, cứ thử xem sao. Đợi một chút, vì chúng ta đang nói về màu hồng, tại sao không làm quá một tí nhỉ? Lên nào Barbie. Đợi đã. Hả? Đã đến lúc dùng mayo. Ui, mình cảm thấy không được khỏe lắm. Chuẩn, đến rồi này. Vụ này thật tuyệt vời, thật kinh nhưng siêu ngon. Yêu ơi, con gì đó không ổn. Hả? Nó bị kẹt rồi. Nào ra đi. Chưa xong việc đâu. Vẫn còn mà đúng không? Đã xong rồi. Vì cậu tớ sẽ làm tất cả. Cảm ơn cậu, tốt hơn nhiều rồi. Đó là một thủ thuật hay. Trở lại nào. Đây rồi. Cảm ơn Barbie. Chấm chấm thôi. Đây rồi, miếng bánh hoàn hảo. Đã cái nư ghê. Hẹn gặp lại cậu lần sau. Bim bim cứ dính vào răng mình hoài. Mình phải lấy nó ra. Tâm đâu nhỉ? Cảm ơn. Nó ở đâu thế? Không, thế này còn tệ hơn ấy. Tôi có thể lấy thêm một cái được không? Cảm ơn. Có ai cần tâm không nào? Sao mà sâu thế nhỉ? Nữa hả? Tâm yếu xìu luôn đấy. Hãy thử lại lần nữa nha. Xin chào. Tôi đang cố gắng đây. Chắc nó bị kẹt rồi. Cho tớ một cái nữa đi. Nó đi rồi. Thật là căng thẳng. Cho tớ xin chút nước được không? Tớ kiệt sức rồi. 25. Có gì không? Nào, hãy cảm nhận sự bùng cháy. Wow, thật là thô lỗ. Này, tóc của mình. Sao bị kẹt rồi? Ôi không. Đúng vậy, tớ vẫn ở đây. Thôi nào. Buông ra. Không bao giờ. Này, dừng lại đi. Rồi. Tại sao? Suýt thì tiêu. Đời mình thế là xong. Khiếp. Nhưng mình biết cách gỡ nó ra. Nào. Cậu đang làm gì với tớ vậy? Cái này sẽ giúp mình. Hãy đưa cậu ra khỏi đây. Ôi, kinh tởm. Chắc chắn đã đến lúc ăn một cục mới rồi. Mình muốn ăn một miếng lớn. Giờ phải tập tiếp thôi bà con. Đúng rồi. Ôi không. Có lẽ mình có thể... Thôi nào. Được rồi, làm được rồi. Ui, thế nào cũng bị bầm. Ôi trời. Được rồi, cuối cùng cũng vào được nhà. Nghe có vẻ không ổn lắm. Trông cũng không ổn nữa cơ. Thật may là mình đã mua được món này. Những bức tường sẽ phải cảm ơn mình. Chỉ cần trườn nó ngay trên tay cầm. Hay quá. Vừa như in luôn. Chuẩn luôn. Cảm thấy thật chắc chì và mát mẻ. Đây là tôi mới. Mình sang thật đó nha. Đã đến lúc dùng thử. Vậy à, triển thôi bà con. Nó có tác dụng nè, thấy không? Này quá trời luôn. Đúng là khác ban hẳn. Yay. Chà, mình có nóng bỏng không nhỉ? Mình có thể làm việc này cả ngày. Thiệt vời. Phải ăn gì đó mới được. May quá. Xin chào, tớ đáng yêu đúng không nè? Đỏ mọng luôn. Vui quá đi mất. Thực ra này, sao thế? Sao cậu dừng lại?
ăn sao cho ngon hơn ta? Ôi chuẩn, kem béo nữa. Ăn thế này đúng là đỉnh của chóp luôn còn gì. Trò này vui hết sảy. Chà chà, ngon tuyệt cũng nhào. Ngon rồi, mâm mâm nào. Ngon dã man con ngon. Xịt thêm nhiều nhiều kem béo nào. Wow, tắm kem vui quá. Quá trời kem béo luôn này. Ăn vặt thế này thì còn gì bằng. Hôm nay trời đẹp quá, đúng thứ mình cần luôn này. Vị ngon xỉu luôn. Hả? Cái gì? Có điện thoại. Nhưng kem của mình. Thế thì để đây một chút vậy. Chào, cậu khỏe không? Ủa biết mà, nóng dã man. Trời đẹp ghê. Này, cứ từ từ nhá, tôi đang nhuộm da xíu thôi. Trời nóng nhỉ. Tôi đang chảy mồ hôi nè chị gái ơi. Phủ, ước gì có cách nào để hạ nhiệt nhỉ. Này, alo, tôi thấy hơi bị nóng rồi đó. Cậu qua đây đi, tôi đang ở hồ bơi nè. Thích lắm nhé, anh cứu hộ đẹp trai lắm. Ghét quá đi. Cậu chưa quên tớ phải không? Mình đang chảy, chảy nè. Mình biến thành vũng nước rồi. Đang xuất khỏi trái đất đây, căng thẳng tột độ rồi. Xin chào thế giới nghiệt ngã này. Được gặp cậu thì thích quá. Khoan, ôi không, kem của mình. Ồ, mình đang định ăn mà. Chả thèm nữa đâu. Xin lỗi nhá, cơ mà tớ nghĩ anh cứu hộ có bạn nữa đấy. Em bé trái vừa đáng yêu hết sức. Không, mình không muốn em bé Zucchini. Thức dậy, đến giờ dậy rồi. Trật tự đi. Được thôi, chúc ngủ ngon. Lần này quẩy maraca nè. Nè, đã bảo là đến giờ dậy rồi mà. Dừng lại. Đang ngủ ngon mà. Thức dậy nào, đón ánh mặt trời thôi. Bực điên lên mất. Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đó hả? Báo thức đúng là khủng khiếp. Thông báo gì vậy ta? Cậu nên kiểm tra các thông báo này đi. Quá trời thông báo này. Thôi được, xem một tí thôi vậy. Nhột ghê. Video này hài dã man. Wow, cậu chơi game này giỏi thật đấy. Đang nhớ bồ thì bồ gọi. Này, này, nhìn thời gian đi. Đến giờ rồi á? Chết rồi. Cậu ấy vừa bỏ rơi mình sao? Mình bị muộn mất thôi. Ôi không, điện thoại của mình hết pin rồi. Khổ thật đấy. Nhưng mà có sạc đây rồi. Sạc pin một lúc đã vậy. Món spaghetti này thơm ơi là thơm luôn. Nhưng thiếu mất nguyên liệu tối quan trọng rồi. Là phô mai đó cả nhà. Ủa, có chuyện gì thế nhở? Cái đó để làm gì vậy? Nhột quá đi. Mình cần chút phô mai thôi. Cơ mà nghĩ lại thì tôi thấy cũng đủ rồi đó cái. Một tẹo nữa thôi. Ok, một đống luôn đi. Này này, đủ rồi đó mà. Kiểu này chắc mình sẽ bị bảo sạch rồi. Ok, đúng như ý mình muốn rồi. Trời ơi, nữa hả? Sẵn sàng đánh chén chưa nào? Tại Mỹ mê phô mai quá ấy mà. Mình đã học hành vô cùng cật lực để được như thế này đấy. Bằng tốt nghiệp của mình nè. Mẹ ơi, nhìn này, con tốt nghiệp rồi. Mẹ thấy mà con yêu, mẹ rất tự hào vì con. Ủa khoan, gì thế kia? Lily, nhìn răng con kìa. Dạ. Đây, là xà lách từ đây. Cảm ơn vì đã hoan hô nhé. Kẽ răng con đấy. Ôi không. Chết mất thôi. Làm cái gì đấy? Để yên cho chị tỏa sáng nào. Áo, biến đi nào. Đừng chụp ảnh nữa mà. Chuẩn đấy, chị sẽ ở đây mãi.
Thứ sáu thì phải chén giấc xích nha. Nhưng mà ăn không thì chán lắm. Nên ăn với cái gì đây ta? Hả? Ăn với bánh mì cũng được đấy nhỉ? Ấy chà chà, anh này cút te đấy. Này còn đỉnh hơn ấy. Ồ, người ấy đây rồi. Em có thích mùi của anh không Olivia? Ôm em liền đi anh ơi. Hả? Gì? Ông này có giống hình kẹo nào đâu. Chắc cán phẳng ra sẽ ngon hơn nhỉ. Mình cảm thấy kỳ kỳ ấy. Wow, thích thật sự. Ông này bị sao thế nhỉ? Phải phẳng như giấy nha. Nhìn ổn rồi đó. Đến lúc kết hợp hai món này rồi. Xúc xích, làm quen với bánh mình đi. Hoàn hảo luôn. Hôm nay lạnh thế nhở. Này, mặc áo khoác của tớ đi. Len thật đó nha. Ui, cảm ơn nha. Giờ mình cảm thấy ấm áp hẳn ra. Wow, nhìn món ăn ngon hết sảy này nè. Đúng khẩu vị mình luôn. Cần cái gì trên mặt mình vậy? Cho xin, cho mượn đỡ cái mặt tiền nghỉ mát nhá. Không thể nào, nói lại tạm biệt đi. Được thôi, mình sẽ cần một chiến lược khác. Kèm che khuyết điểm sẽ che nó lại. Nhưng chắc chắn là mình cần rất nhiều. Này, cái gì vậy? Cậu ấy làm gì thế? Xong, còn lâu mới thấy nhá. Đợi chút đã. Trông nó mát nhỉ. Sẵn sàng và chén. Trời ơi. Chỗ này ổn áp đó. Ấm cúng quá ta. Đến lúc xỉa răng rồi. Nào. Gia đình mình xinh dễ sợ. Cái gì vậy trời? Cậu muốn chọc tôi à? Này nha, tôi chẳng chuyển đi nữa đâu. Khiếm, gãy cả thăm luôn. Món này ngon thật. Dùng chỉ mới được. Cái này lúc nào cũng hiệu quả. Trò này vui quá. Hình như mình đang thắng ý. Xong, răng mình lại đẹp rồi. Cậu dính ngô trong răng kìa. Đợi chờ chút. Bực mình quá đi. Giá gì cũng phải lấy nó ra. Có phải? Thế nào cũng hiệu quả. Anh nhìn thấy con bé chưa? Mình ở đâu đây? Bố mẹ kìa. Đúng là bố mẹ rồi. Đúng là một kết cục đầy ngô nhỉ. Ok la, đến giờ nướng bánh rồi. Buổi sáng hai lát bánh mì là nhất đấy. Sẵn sàng chưa các chế ơi? Wow. Hả? Chào xin, cậu khỏe không? Ừ đấy. Cậu đùa tớ hả? Trong này ấm áp ghê. Tụi mình sắp được nướng đó nha. Ừ, mà sao nữa gái? Chắc sắp xong rồi nhỉ bà con. Chúng ta chuẩn bị được xuất chuồng rồi. Sẵn sàng nhảy nào. Vài giây nữa thôi nhé. Hả? Cái máy nướng. Tí tớ gọi lại nha. Mình ghét bánh bị cháy lắm luôn. Cũng tại mình bị phân tâm cả. Alo. Vâng, tôi muốn đặt lịch hẹn ạ. Bao giờ sao? Được ạ. Mẹ ơi, để ý con nè. Trời. Mẹ chọc lòi mất con bây giờ. Mẹ quên chảo trứng rồi. Mà trời ấm áp. Dễ chịu quá đi. La 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 la. Ôi chết. Thôi kệ. Cưng thích kẹo không nè. Cưng dễ thương quá. Nhưng mùi gì vậy ta? Tôi sắp thành con heo quay luôn rồi. Ôi trời. Mẹ ơi. Mình phải xử lý thôi. Chỉ cần nhận lại thôi nhỉ.
trứng dính chặt vào chảo rồi. Ồ, chuyện gì thế này? Ê, chảo này vui phết. Lần này mình lộn nhào được không ta? Ồ, đau ê ẩm cả người. Chuyện quái gì xảy ra thế? Chắc mình được nấu chín rồi. Mẹ sẽ xử đẹp mình mất thôi. Nhưng chồng buồn cười ghê. Có vẻ không có ai nhìn mình. Yay, cô ấy đang ngửi tới kìa. Làm gì mà ồn ào quá vậy? Xin lỗi à, ta sẽ yên lặng hơn. Nhanh lên nào, mở túi ra đi. Quá đáng rồi đấy, không ồn ào thì không chịu được cả trời. Mở ra, thôi luôn. Này, trật tự đi, mọi người đang xem phim đấy. Thêm một chút nữa thôi. Yeah. Ok, bữa tiệc kết thúc rồi. Xin lỗi mọi người nhé. Nào nào, không có ai quanh đây nhỉ? Tuyệt, ăn chút kẹo M&M's nào. Mở túi ra cái đã. Wow, ánh sáng gì vậy? Oh yeah, túi mở kìa. Mình rất thích tiết mục này. Cô ấy đang lắc tụi mình nè. Được rồi, ăn kẹo thôi. Tới đây đây. Một viên màu đỏ. Ngon. Viên màu đỏ là vị mình ưa thích. Đi mà, lần này chọn em đi. Mình ghét màu này. Gì vậy trời, cô ấy bỏ tớ lại. Giờ đến lượt tớ. Màu vàng đẹp hơn nhiều nè. Thôi xong, mọi người đến rồi. Ê, nhìn kìa, cậu ấy có kẹo. Yeah, kẹo là tuyệt nhất. Chuyện gì vậy trời, vừa phải chứ. Ở trong này chán quá. Chà, thôi mèo mó còn hơn không. Gì chứ, cậu không định cho tớ ăn chung với à? Không nhớ, của tớ mà. Ui, vui quá đi, giờ phải tìm chỗ ngồi thoải mái thôi. Ơ này, cậu có sao không? Nhổ ra đi. Thôi đi mấy người kia, sao mình đang rất dễ chịu và ấm cúng đấy. Ừ, đã bảo thôi rồi mà. Ôi không, hình như mình sắp bị phun ra mất rồi. Suýt thì cậu to rồi đấy. Môi xinh hé nụ cười xinh nè. Lần sau dùng nữa nhé. Giờ thì trang điểm cho cả mặt nào. Ừ, sáng chói cả mắt. Khoan, tớ lần mình rồi sao? Bao lâu giờ mình chưa giặt bọt biển này nhỉ? Không thể dùng lên mặt được. Ghê chết. Nhưng mình chẳng bao giờ có thời gian để giặt nó. Cẩn thận cái tay đi Annie. Bụi phấn lúc nào cũng làm mình phát ốm. Thực ra mình có cách rồi. Trước tiên nhúng vào nước đã nè, đổ xà phòng vào nữa. Oh yeah, cảm giác sảng khoái quá. Xà phòng này cũng thơm nữa. Cho vào lò vi sóng sẽ giúp anh đó. 2 phút, ổn. Vài phút thôi thì được. Xong rồi. Nóng ghê. Nhìn bờ biển xinh đẹp chưa nè. Chuẩn, tôi lại sạch như mới đấy. Giữ gìn tôi cho cẩn thận vào nha. Phải dùng mặt biển ngay mới được. Sẵn sàng chưa? Quan, thật luôn hả? Nhưng cô vừa mới làm sạch tôi mà. Mặt biển trang điểm sạch sẽ là đỉnh nhất. Nhưng mình lại phải làm sạch nó nữa. Ôi, tập cuối hài dã man con ngan luôn. Cảnh cuối cùng đúng là siêu hài á. Áo, sao anh ta nhai mạnh thế trời. Thôi, ít nhất ở đây còn vui hơn là nằm trên đĩa đồ ăn. Chắc vậy rồi, không biết tiếp theo sẽ ra sao nhở. Mà anh có nhớ đoạn con ngựa ngã ngửa ra không?
Anh quên bén có ngựa luôn đó. Giờ còn sóc hơn nữa chứ. Này, cậu có muốn ra khỏi đây không bạn mình? Lối thoát đây, chúng ta chỉ cần đợi nó mở ra thôi. Mở rồi kìa bà con, chuồn ra ngoài thôi. Cơ hội đến rồi, 1, 2, 3. Woo! Ủa, nhưng tôi muốn ở lại cơ. Yahoo! Má ơi, trò đó đúng là hài banh nóc luôn. Cà rốt cắt nhỏ sẽ cho hương vị ngọt thơm. Cả súp lơ xanh nữa này. Dưới một chút dầu lên. Dầu sẽ giúp món này ngon như đồ nhà hàng luôn. Phải nêm nếm gia vị một chút cho vừa miệng nha. Vào đây nè, nướng lên nào. Được rồi, phải hẹn giờ mới thôi. Nhỡ quên mất thì mất ăn. Dễ chịu thế nhở. Chuẩn rồi, hôm nay tôi thấy sảng khoái lắm luôn. Hả, cậu có nghe thấy không? Nghe giống như chuông báo. Kiểm tra, rau xem chín chưa nào. Đào lên một chút cho chín đều nè. Ổn rồi, nướng thêm một lượt nữa đi. Oh, hình như tụi mình phải lật người lại đó. Được rồi. Cụm ly. Ê gái, tớ mới mua được quả dưa siêu to khổng lồ nè. Nặng lắm đó, mà dưa càng nặng thì càng ngon. Cắt ra ăn luôn nào. Chưa gì đã thấy thơm rồi. Đấy, thơm ngon nhất vịnh Bắc Bộ nhá. Cảm ơn cậu, nhưng phải nhặt hết hạt ra đã. Đây, và đây nữa. Được rồi, ăn thôi. Mát quá đi. Vừa ngọt vừa nhiều nước luôn. Làm sao cậu ấy có thể ăn cả hạt như thế chứ? Ok là đến lúc phun hạt ra rồi. Kinh quá, dừng lại ngay. Sao cậu không nhặt hạt ra trước hả? Ừ, để tớ thử xem sao. Chào cưng, tỉa giúp chị miếng dầu với. Ok là. Wow, chị có nhiều hạt quá ta. Đừng lo nhá, để em xử lý cho chị. Được rồi, dùng cái này đi. Ngồi yên nhé. Thêm một chút nữa thôi. Ôi, không dám nhìn luôn á. Phủ, xong rồi đó. Chị xem đi, cái này đã ổn chưa? Wow, láng mịn thật. Cảm ơn em nhiều. Thơm nức mũi luôn. Quá đỉnh, tuyệt tác bánh nướng là đây. Này, cậu có ngửi thấy cái gì không? Xịn thế. Mấy cái bánh nướng này trông ngon chảy nước miếng luôn. Mắm mắm thôi. Oh wow, thơm ngon thật luôn. Còn một cái à? Của tớ. Còn lâu, nó thuộc về tớ mà. Bỏ ra đi. Không, cậu phải bỏ ra. À, họ đang giành lấy mình kìa. Trò này vui phết đấy nha mọi người. Cái gì vậy? Bánh nướng của mình. Ê, trả cho tớ nhanh. Sao các cậu dám? Đây là cupcake của tớ mà. Đấy, hài lòng chưa? Cuối cùng chả đứa nào được ăn. Tại cậu cả đấy. Oh, cảm ơn anh nhiều. Sao anh nhiều đi lâu thế nhở? Thôi, kiểm tra lại lớp trang điểm trong lúc chờ vậy. Ôi má ơi, chết tôi rồi. Thôi xong, cục mụn này mọc hồi nào thế? Mình phải nặn ngay ra thôi. Không, đừng mà, để tôi yên. Khoan, giờ mà nặn là loang lổ lắm. Xem nào, phải kiếm cái gì che mụn thật nhanh thôi. Dùng kem nền là hiệu quả nhất. Nhưng mà không được quá dày, đủ để che cục mụn là được. Rồi rồi, nhanh tay nào. Chào, cô chủ gọi tôi đến đây để che cậu lại đấy. Ủa, dễ chịu phết đấy nhỉ. Cô ấy bảo phải che cho kín lại. Chắc phải che thêm một lần nữa thôi. Phìu, thế là lại xinh. Cô ấy kia rồi. Vừa kịp lúc luôn. Tặng em yêu nè, em xinh thật đấy. Xong rồi à, ok là, cảm ơn nhé. Cậu làm tốt lắm, chúc cậu một ngày vui vẻ. Chào xin anh, em đến chụp hình ạ. Được chứ, em ngồi đi.
em sẵn sàng rồi ạ. Thử dặm chút phấn được không bé? Dạ được. Em có sẵn cọ và phấn phủ đây này anh. Ok, mình đã sẵn sàng làm việc rồi. Không ai cắt đầu mòi đẹp như anh đâu. Chờ em mấy giây thôi nhé. Trò này vui ghê. Phải lắc cho rời bớt phấn thừa đã. Xịn rồi, mặt cô chủ giờ sẽ không còn nhơn bóng nữa. Cô sẽ xinh đẹp rạng rỡ trong ảnh cho mà xem. Xin lỗi nhá. Xong rồi, anh chụp đi ạ. Vậy anh chụp nhé. Cười tươi lên nào. Khoan đã, mụn ở đâu ra vậy trời? To quá trời luôn. Cứ nặn nhét là sao vậy? Phải xử lý cái này đi thôi. Nè, móng cô sắc quá đấy. Nếu không nặn ra được thì phải che mụn đi. Sao lắm kem với phấn vậy trời. Và thế là hết mụn. Mớ tóc dài nè hơi bị phiền không đấy nhá. Không khí nữa nè, khí nóng đó nha. Thôi, thế là đủ rồi. Đã bảo là đủ rồi mà. Trời. Ôi trời ơi, tóc mình như cái bờm sư tử ấy. Mình phải chải tóc cho thật mượt mới được. Rối tinh rối mù lên thế này. Tại sao có phải rối tung thế này mới được vậy trời? Tóc phải rối mới xinh đã cưng ai. Đừng chạm vào tôi đi. Tôi chỉ muốn có mái tóc suôn mượt thôi. Ôi trời, cả mái tóc chứ có phải ít ỏi gì đâu. Coi như quả lưu niệm cho tôi nha. Ê, ghê quá. Dùng cả mình ấy. Phải cỡ tóc ra. Được lại sạch sẽ rồi. Vừa có mái tóc rực rỡ từ đó Annie ơi. Chuẩn. Chà, cảm ơn vì đã giúp nhé Lược. Phải đi khoe mái tóc bừng bình này thôi. Không thể nào. Lizzie, nhìn này gái. Hài thật đấy. Xem nè, vui lắm luôn. Cậu phải xem đi nè. Không, chả xem đâu. Sao mà họ làm được vậy ta? Thèm ăn bánh quá. Mình nên ga lăng nhỉ. Ăn không bố? Ăn nè, cậu đang thèm còn gì? Jared! Xin lỗi, sao phải hét lên vậy? Mình có ý này nè. Thế nào cũng tuyệt lắm đây. Mình chỉ cần đợi thôi. Đây là đâu? Này anh bạn, chuyện gì vậy hả? Không hiệu quả rồi. Chắc mình phải dùng tay làm thôi. Bóp một chút chắc được đấy. Nhìn y như kít luôn. Đỉnh của chó. Mình muốn xem mặt ly gì quá. Ơ kìa, cái ông này, tươi ngon như thế này cơ mà, sao lại làm vậy? Lý gì? Lần này muốn gì nữa? Đi nào, tôi chán rồi, mau lên. Rồi. Lo lắng quá ta. Khoan, không, không, xin đây. Tuyệt, dính nhé, hiệu quả rồi. Thấy ghê quá đi. Đồ đạp kít. Mình đã làm gì mà ra nông nỗi này cơ chứ? Hả? Lêu lêu lêu. Cái đồ trẻ trâu. À lớp trật tự, bỏ điện thoại ra để cô thu nào. Ui, mình phải giấu máy đi. Tất cả các bạn nộp điện thoại cho cô chưa? Shh, điện thoại im lặng đi. Dừng lại, kêu nữa lại bị bắt bây giờ. Được rồi, cô mong là các em đều đã ôn bài kỹ. May quá cô không nhìn, xem đáp án trong điện thoại thôi. Bài kiểm tra này mình sẽ được 10. Thế này vui ghê. Này, đây là đáp án cho câu 3.
kiểm tra tờ bao khác cho chắc ăn. Dừng lại, nhột quá. Shh, tôi không muốn bị bắt đâu. May mà cô không để ý đến. Hello cả nhà, chú ý đến tôi nè. Ôi mẹ ơi, im lặng đi. Không không không. Điện thoại. Dám gian lận hả? Mang điện thoại lên đây cho cô ngay lập tức. Dạ vâng. Đây ạ. Về chỗ làm bài tiếp đi. Xin lỗi bạn Hiền. Có làm có chịu nha. Đi rồi, xem bài trước khi vào lớp nào. Ôi trời đất, cậu không tin nổi đâu gái ơi. Wow, dã man. Tớ còn không tin mà, nhiều lét khủng khiếp. Chà, ngô thân đó. Mình cũng phải quay TikTok. Xem nào, làm gì được đây? Chỗ đó cũng được. Đặt máy ảnh ở ngay đây nè. Ổn rồi, thực hiện điệu nhảy nào. Mình cứ ngồi thư giãn thôi. Wow, từ từ, đừng đổ xuống mà. Bực cả mình. Có gì để dựng điện thoại lên không nhỉ? Thử dựng ở băng ghế kia xem sao. Được rồi, nhảy tiếp nào, vòng 2. Ok, chào, bye bye. Đừng, 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 dừng lại, trời đất. Bụi bẩn hết cả rồi. Đó, đúng chỗ mình cần rồi. Cuốn sách xây dựng đứng điện thoại. Ở nguyên đó nha, đừng đổ nữa. Cậu ấy lại nhảy nữa. Cái làm như sách giữ được mình ấy. Điện thoại, hơi bị điên tiết rồi đấy nhá. Chuẩn không cần chỉnh. Giải pháp đi rồi. Thôi, dán băng dính rồi có rơi bằng mắt. Wow, mình bị kẹt trên tường rồi. Thôi kệ, lần này mình sẽ xem cậu ấy nhảy. Yeah, cuối cùng cũng quay xong rồi. Nào nào xem nhiều lách chưa. Oh yeah. Ok, mình sẵn sàng quay phim rồi. Xin chào cả nhà. Hôm nay tớ sẽ thực hiện thử thách cá và sữa. Tớ bắt đầu đây. Trước tiên là cá. Wow, tôi chưa bao giờ bị ngược đãi như thế này luôn á. Khoan, đây là đâu vậy? Giờ tới lượt sữa nè. Tuyệt, tớ làm được rồi. Ai đây? Cậu làm gì ở đây vậy? Hả, cậu là ai? Quéo quéo quéo, tôi ở đây trước nha. Này, đừng có xô nữa coi. Biến ra khỏi đây. Ôi không, cái bụng tôi bị Tào Tháo đuổi mất rồi. Có khi phải mắc màn ở trong này luôn ấy. May mà đã dự trữ sẵn giấy vệ sinh. Đây đúng là chất mình đang cần rồi. Chào gái, cái này trông hay ho phết. Tớ dùng chai nước ngọt để trộn dung dịch nhá gái. Và đương nhiên là thêm tí bạc hà nữa. Tớ nghe đồn là nó làm phun ra nhiều bong bóng lắm á. Sophia, đừng có mà dại dột. Vào đi cục kẹo tí hon. Một lá nữa thôi nhé. Tuyệt vời ông mặt trời. Ủa, tiếng gì mà ồn ào thế không biết. Trời ạ, cẩn thận. Vai của mình. Úi giời, xin lỗi nha. Tên tớ là Mi. Hãy đấy, Mi. Cậu làm hỏng hết mọi thứ rồi. Còn khủng hơn cả bong bóng luôn á. Cách của cậu hiệu quả thật không đấy? Thì cũng phải làm cho biết chứ. Khăn giấy không? Thôi đừng lo, để tớ lau cho. Đi chơi với cậu vui thật đó. Thì... chúc ngủ ngon nhé. Thực ra... mai gặp lại nha Chris. Cậu ấy mới thơm mình. Có gì trên mặt mình vậy? Có phải...
Xin chào. Tụi mình đi chơi với nhau đi. Ngủ đã mất thật đó. Kim tuyến bám ra như đỉa. Tránh ra dùm. Chết đi zombie. Chết hay lắm Chris. Tấn công lên lên. Quá xuất sắc. Tôi biết cậu có tài năng bẩm sinh mà. Đỉnh lắm luôn. Đỉnh thật. Các bạn ấy đang nhìn mình. Cái gì thế kia? Kim tuyến mãi không bay đi. Ổn hơn rồi. Chờ đã. Lũ con trai ngốc nghếch. Tóc mình đẹp chứ nhỉ. Khoai chiên thơm ơi là thơm luôn. Mình thèm món này cả ngày luôn rồi ý. Vui quá đi mất. Mình đói quá à. Ăn khoai chiên thì phải có tương cả nha. Ăn thanh nào trước nhỉ. Này, nhìn kìa mấy má. Alo, khỏe không bộ? Chọn tớ đi. Nhiều lựa chọn quá à. Đây hả? Không. Hay là chiếc này? Tớ, tớ này, chọn tớ đi. Tớ mặn mòi lắm. Không, mình sẽ ăn cái này. Biện ngay mà. Không ai cưỡng lại mình cả. Chờ một chút. Tương cà hả? Chuẩn không cần chỉnh. Chấm nè. Tiếp tục nào. Một chút nữa nào. Oh yeah. Tương ngon này nha. Cảm thấy khỏe khoắn quá. Wow. Cậu ấy hợp tương cà ghê. Đúng là biểu tượng thời trang. Ngon thật sự luôn. Không. Tại sao vậy? Cậu ấy còn trẻ mà. Đã đời. Mình có thể ăn cả ngày luôn. Muốn xỉu quá. Xin đừng mà. Này. Có chuyện gì thế? Đau hết rồi nhỉ? Đói ghê. Có đồ gì ngon trong này không ta? Giúp lơ thì khỏi đi. Trong tủ cũng không có gì luôn. Nhưng mà đói quá à. Nhìn kìa, có quả chuối. Hôm nay thư giãn thật đó. May quá có quả chuối ăn chống đói. Ấy vậy, muốn gì không biết. Vừa chín tới luôn chứ. Bóc vỏ quả chuối nào. Mình đang được thay đồ sao. Cũng vui đó. Cô ấy vẫn tiếp tục chứ. Nó nè. Mình thấy thật xinh đẹp. Xong rồi, mắm mắm thôi. Mẹ đi mua đồ tạp hóa à. Nhiều snack ngon quá kìa. Bim bim hay chuối nhỉ. Bim bim thắng. Hả? Cô ta có thể bỏ rơi mình vậy sao? Không thể nổi cái con người này. Game này khó nhằn ghê. Tại cậu gà thôi. Chiếc pizza này đỉnh thật. Để tớ thử xem. Chuẩn không cần chỉnh. Đúng là ngon xỉu. Mình muốn ăn miếng nữa. Hả? Tay cậu ấm và dầu mỡ ghê. Sao hôm nay cậu đẹp trai lạ vậy? Ôi Matthew. Được của nó. Nghĩ sao vậy không biết. Nhường cậu á. Không, tớ phải lịch sự chứ. Của cậu mà, thật đấy. Tôi bị lạnh nè mấy má. Oh yeah. Thật luôn hả? Làm được rồi, nhìn nè trời. Hai cậu, hai cậu. Vẫn nhường hả? Cậu ăn đi má. Ok. Gì? Tớ chỉ lịch sự thôi mà. Của mình cả nè. Cứ từ từ. Bỏ ra đi Matthew. Không, này của tớ. Trả đấy cho tớ. Này, thôi đi mấy má. Ôi không. Khổ quá đi. Dừng lại. Tớ muốn ăn. Thật ra thì sao nhìn chán thế nhở. Tôi chả thèm đâu. Các cậu chỉ ăn vì thích topping thôi hả? Quá đáng quá đỗi. 99, 100 này. Giờ thì phải dùng đến cái nhíp rồi. Chị sắp được tỏa sáng rồi các em. Mình ghét tỉa lông mày kinh khủng. Đau khủng khiếp luôn má ơi.
Nào nào lông mày, để tớ tạo dáng cho cậu nhé. Yeah, nhát này hơi bị ổn. Quá trời quá đất luôn, nhưng vẫn còn nhiều lắm. Sao ông trời không cho mình một đôi lông mày hoàn hảo nhỉ? Không có ải nhà hết. Hả? Thôi đi, tôi không muốn chui vào mũi cô đâu. Được rồi, au, đau muốn khóc luôn. Quá là khủng khiếp, mình chẳng muốn làm cái này một chút nào. Nhưng cũng may là trông cô ấy xinh. Chẳng có gì thích hơn mùa tô mì ú. Sao mà người ta lại làm sợi mì dài thế nhỉ? Chị mê kiểu tóc này lắm cơ nha, rất son và bồng bềnh đấy. Em giỏi thật. Tiếp theo nào. Lâu rồi mới gặp nhé Joey. Cậu định làm kiểu nào vậy? Chắc là tỉa đi một tí thôi. Lộn xộn thế không biết. Cắn tiếp đi, không lại rơi mất. Sắp hút bây giờ này. Bực quá đi. À, biết rồi. Chuẩn luôn. Tóc của cậu sẽ mốt lắm cho xem. Wow, phiên bản mới của Joey đến đây. Cắn một cái là ngon lành canh đào. Sao tớ thấy hơi thiếu thiếu đằng sau ấy nhỉ? Cứ tin tưởng tớ đi. Tạm biệt mấy sợi này nào. Woohoo! Không, dài quá. Tớ cắt tiếp đây. Vẫn chưa đủ ngắn nữa. Mẹo này đỉnh của Chop quá đi. Không phải húp nữa rồi. Cặm cuối rồi nè. Cậu thấy sao nè? Ba mà ơi. Là tớ mà, tên hâm. Tớ trông như soái ca ấy. Cảm ơn nha. Trời ơi, mình no lắm rồi. Không nuốt nổi nữa đâu. Tiệm mình hôm nay bẩn thật. Làm nghề này chẳng nhàn tí nào. Có một mẹo cực đỉnh để chế biến món chân gà hoàn mỹ đó. Thêm một tí tiêu nồng vào nè. Một chút nữa là xong. Tôi đến đây để nhuộm da. Gấp dùm cái nào. Vâng ạ. Em biết quý khách thích kiểu nào mà. Làm nhanh đi. Chuẩn bị là một công đoạn quan trọng đó. Xong rồi đây. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Đây. Khăn gấp kiểu con gà hoàn hảo. Chuẩn rồi đó. Khó thế không biết. Khi nào nêm nếm xong xuôi thì phải chà chà. Để gà được thấm gia vị đó. Thèm chén cưng quá đi. Tí gặp nha. Nhiệt độ này hoàn hảo quá. Mình mà vàng một tí là đẹp trai lắm. Wow, sắp được nướng vừa tới rồi. Màu vàng nâu này quá đỉnh luôn. Ngon quá đê. Xong rồi nè. Mùi cũng ra gì phết. Một màu vàng nâu tuyệt đẹp luôn. Ái chà chà, không khí ngoài đây dễ chịu ghê. Quên mất, phải nướng thêm một em nữa. Chuẩn bị lên đĩa nào đôi gà thân yêu ơi. Hình như cậu ở trong lò nướng nãy giờ nhỉ. Nướng vui nha, tớ ở đây đợi cậu nè. Chắc sẽ nhanh đây. Và vào lò nướng nào đôi gà ơi. Rồi đấy, mời đi qua. Mời người tiếp theo đi qua máy quét ạ. Wow, từ từ đã chị ơi. Không được. Chị phải dặm lại mắt nếu mà muốn vào trong đấy. Mình xin lỗi, tất nhiên rồi ạ. Thôi xong, cọ khô rang rồi còn đâu. Ở đây khô hạn quá đi mất. Nước, tôi cần nước.
Không đủ rồi, vĩnh biệt nhé, thế giới khủng khiếp. Phải làm sao bây giờ? Cậu ơi, giúp tôi với. Của cậu đây, nhỏ chút nước là dùng được rồi. Được, những giọt nước quý giá. Tôi thấy ổn rồi đấy. Khoan, để tôi kiểm tra lại đã. Ổn hơn rồi đấy, giờ chị đã được đi qua cổng ạ. Chị này cũng ok. Mình thích công việc này dù nó có hơi dị dị chút. Ngủ ngon thật đấy, phải dậy chuẩn bị thôi. Kính của mình đâu rồi nhở? Hết mờ rồi. Ui, cái quần lì lợm. Tôi khuyên tay này và bộ quần áo này hợp ghê. Được rồi, còn đeo kính áp tròng nữa là xong. Ước gì không phải đeo cái thứ này. Quạt, quạt, quạt. Ngài vịt vàng ơi. Chán đời, đeo kính nào. Sao mà lạnh và khô quá vậy. Nhanh tay làm cho xong nào. Thôi, đừng mà, trả tôi về nhà đi. Tôi không muốn nằm trong mắt chị đâu. Dẹp đi, đủ rồi, mình không muốn đeo nữa. Về nhà là nhất. Hôm nay đành đeo kính thưởng cho khỏe. Suýt thì không thoát được rồi. Sao lông mày của mình mọc nhanh thế nhỉ? Trông mình như người tiến sử ấy. Nhíp ơi, bắt tay vào việc nào. Chắc chắn rồi, để tôi xử lý đám lông mày cho. Thân địch rồi. Không, cái này thì sao? Bingo. Nhở nhanh gọn nhẹ thế chứ. Quan, mình phải bỏ nó sao? Thế nào tiếp theo đây? Quay lại làm việc tiếp thôi. Mình muốn tất cả. Thôi xong, sao nhíp này mạnh quá vậy? May quá, cuối cùng cũng hết tiết rồi. Cất sách giáo khoa vào tủ thôi. Ôi, mẹ ơi. Ảnh đẹp trai thật đấy. Chỉnh lại tóc xíu nào. Phải thêm chút gì đó để tạo nét mới được. Xịt chút nước hoa cho quyến rũ nè. Hey, chào, chị tới giúp cưng nè. Chị thơm quá phải không các em? Xịt thêm đi, thêm, thêm nữa. Xong, sẵn sàng rồi nè. Tuyệt, hương hoa nồng nàn, quá là quyến rũ. Wow, ông ơi, ông có ngửi thấy gì không? Nồng nặc quá. Chào các em, cho chị đi đường quyền tí nhé.